Đối với bất kỳ hệ sinh thái blockchain nào, DeFi luôn là một trong những mục tiêu trọng yếu cần được đầu tư bài bản bởi vì nó giúp thúc đẩy hoạt động giao dịch và tạo điều kiện cho dự án một môi trường thanh khoản tốt để phát triển. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của blockchain, vô số mạng lưới mới đã xuất hiện dẫn đến một vấn đề nan giải như khả năng tương tác, tình trạng phân mảnh thanh khoản. Chính vì vậy, Orderly Network ra đời như một giải pháp DEX Order Book và giao dịch phái sinh hướng đến Omnichain nhằm cung cấp lượng thanh khoản đa chain dồi dào cho các dự án. Vậy cơ chế hoạt động của Orderly Network như thế nào? Dự án này có gì nổi bật mà huy động được hơn 20 triệu USD từ nhiều quỹ nổi tiếng? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu thông qua video nhé! Orderly Network là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, tức PerpDex, được xây dựng trên blockchain Near Protocol. Orderly hoạt động theo cơ chế On-Chain Order Book, hỗ trợ DApps tận dụng nguồn thanh khoản dồi dào của dự án. Mặc dù là sàn DEX, nhưng dự án có đủ các tính năng như một sàn SEC, bao gồm giao dịch spot và phái sinh, với mong muốn mang đến trải nghiệm sử dụng dễ dàng, tính thanh khoản cao và an toàn cho người dùng. Ban đầu, Orderly chỉ hoạt động chủ yếu ở hệ sinh thái Near. Giờ đây, dự án đã tích hợp các EVM chain như Arbitrum, Optimism, Base, Polygon. Một số điểm nổi bật của Orderly Network có thể kể đến như sau. Thứ nhất là phát triển nhanh và dễ dàng. Với bộ công cụ SDK của Orderly sẽ hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng sản phẩm DeFi nhanh hơn. Thứ hai là nguồn thanh khoản dồi dào. Orderly hợp tác với các top tier market makers đảm bảo tính thanh khoản dồi dào cho các tài sản giao dịch của người dùng. Thứ ba, SEC level performance. Như đã đề cập ở trên, Orderly mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng và mượt mà khi sử dụng mà vẫn đảm bảo tính phi tập trung của DeFi. Thứ tư là collaborative ecosystem. Orderly Network khuyến khích sự hợp tác giữa các dự án xây dựng trên nền tảng. Điều này giúp cộng đồng phát triển mạnh mẽ và đem lại lợi ích cho toàn bộ hệ thống. Và cuối cùng là one click trading, đơn giản hóa quá trình giao dịch. Users giờ đây chỉ cần xác nhận một lần và có thể thực hiện nhiều giao dịch. Orderly Network dùng on-chain order book để khớp lệnh giữa người mua và người bán, cho phép user giao dịch trực tiếp mà không qua bước trung gian. Nhìn chung, mô hình này có điểm nhấn khác biệt. Trong khi các sàn sử dụng AMM, thì Orderly Network lại sử dụng theo cơ chế order book, giúp người dùng nắm rõ được giá swap cùng với volume giao dịch, giảm thiểu được sự trượt giá. Tuy nhiên, để order book hoạt động mượt mà, thì cần một nguồn cung cấp thanh khoản dồi dào. Do đó, Orderly đã hợp tác với nhiều đơn vị tạo lập và kết hợp với cơ chế quản trị phi tập trung để đảm bảo có đủ lượng thanh khoản cho mọi đối tượng. Sản phẩm đầu tiên là Spot Trading. Spot Trading là tính năng cơ bản nhất của DEX. Người dùng có thể mua bán các loại tài sản crypto. Hiện tại, Orderly đang cho phép các dự án DEX sử dụng nguồn cung thanh khoản dồi dào để xây dựng ứng dụng cho riêng mình. Đây là danh sách các dự án đang hợp tác với Orderly Network, bao gồm Goofy Pro, LockX Pro, Fusion X, Sable Finance, Set Finance, Prim Protocol, Void, QuickPubs, BitoRo Network. Và sản phẩm thứ hai là Perpetual Futures Trading, là hình thức giao dịch phái sinh các hợp đồng tương lai tài sản trên sàn. Orderly cho phép sử dụng toàn bảy từ 1x đến 20x để tăng volume đi lệnh mà không cần sở hữu trực tiếp loại tài sản đó. Traders có thể sử dụng hình thức này để kiếm lời từ việc tăng hoặc giảm giá. Trong quá trình giao dịch, USDC sẽ là tài sản đảm bảo cho các vị thế. Orderly Network đã trải qua 3 vòng gọi vốn, huy động tổng cộng được 20 triệu đô từ các nhà đầu tư uy tín trong lĩnh vực crypto. Thông tin chi tiết như sau. Đầu tiên là vòng seed round vào tháng 6 năm 2022. Dự án đã huy động được 20 triệu USD, trong đó có sự tham gia của Pantera Capital, Dragonfly Capital, Sequoia China, Jump Crypto, GSR Ventures và rất nhiều những cái tên khác. Tiếp theo là TBD Round vào tháng 11 năm 2022. Orderly Network tiếp tục gọi vốn thành công từ Laser Digital, tuy nhiên số tiền thì chưa được công bố. Và thứ ba, Strategic Round vào tháng 3 năm 2023. Orderly Network gọi vốn từ Coin DCX Ventures để nâng định giá lên 200 triệu USD. Orderly Network hợp tác với nhiều đối tác uy tín trong ngành blockchain. Dưới đây là một số đối tác tiêu biểu của dự án như Layer Zero, Goofy, Optimism, Base, Arbitrum,
Còn về Orderly Network Tokenomics thì hiện tại ChainCoinVN vẫn đang trong quá trình cập nhật. Các bạn nhớ theo dõi kênh thường xuyên để có được những thông tin nhanh chóng và cụ thể nhất nhé. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, ta được chứng kiến rất nhiều hệ sinh thái DeFi mới xuất hiện. Điều này đã đặt ra những thách thức liên quan đến trải nghiệm đa chuỗi và vấn đề phân mảnh thanh khoản. Orderly Network với sứ mệnh cung cấp thanh khoản hướng tới Omnichain trên nhiều chuỗi EVM như Arbitrum, Optimism, Base, Polygon. Dẫu vậy, ta cũng cần có thêm thời gian để xem tiến độ thực hiện của dự án và chờ Tokenomics chính thức ra mắt để có thể quyết định đầu tư dự án đúng đắn. Bạn có đánh giá như thế nào về Orderly Network? Liệu với những điểm nổi bật trên có thể giúp dự án phát triển và mở rộng thị phần trong tương lai hay không? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để cùng trao đổi với cộng đồng ChainCoinVN nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.